Để kể cho các bạn nghe, chị đẹp nhà mình có sở thích hay mua mấy cái bánh lạ lạ cho mình ăn lắm á. Nè, mở ra cái là thấy nó lạ liền. Mà dù lạ dù ngon thì mình cũng đẩy hết tại chị đẹp mua mà. Nhưng biết sao không, mỗi lần chị đẹp mua bánh xong là hay vắng nhà không có nấu cơm. Không biết phải làm sao nên mình đi ăn phải làm sao. Nói chứ ăn phải làm sao là cái chữ otake trong tiếng Hàn nè. Một cái pha giải thích quá là cồng kềnh nên mình phải kêu cái phần nhiều nhất để ăn cho lại sức. Nhưng tại mình đói con mắt á, chứ cái phần này nhiều lắm mình ăn thì giờ cũng hết. Cũng tại lâu rồi chứ ăn gà rán nhớ cái lớp da giòn rụm thèm ghê. Nên phải kêu cái phần ba miếng vậy ăn nó mới đã. Còn có khoai tây chiên, xà lách, tteokbokki phô mai hoặc là mì trộn nữa. Có 199 ca xiên. Nhưng mới vô thèm tteokbokki quá nên đẩy trước trong vòng một nước nhạt rồi. Lúc nào ăn gà rán ở đây cũng khoái cái lớp da giòn rụm mèo béo này. Nhìn nhất là cái miếng da này không có nhiều bột ăn không có ngán. Mà không nhiều bột nhưng vẫn giòn vậy mới hay chứ. Bởi vậy mỗi lần cắn như một cái là muốn giòn tan trong miệng luôn. Mà ước gì cái vẻ lạnh lùng của cà rốt cũng mong manh dễ vỡ như cái miếng da gà này. Để mình còn cảm nhận được bên trong ngon lành tới cỡ nào. Mà làm như ăn phần này xong vẫn chưa đã thèm, không biết có nên kêu phần nữa không một tất kê.